Minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Mình là Quân. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp một cấu trúc nào trong chương trình sơ cấp N5. Các bạn cùng theo dõi bức tranh sau nha. Như các bạn thấy thì ở đây chị gái này đang muốn mời khách vào phòng đúng không nào? Và chị giới thiệu là Koko wa Sacho no heya desu. Koko wa Sacho no heya desu. Nghĩa là gì các bạn? Chúng ta có heya là căn phòng, no là của, Sacho là giám đốc. Còn Koko là chỗ này. Chỗ này ở đây là phòng của giám đốc. Ở những video trước chúng ta đã được học về những đại từ chỉ đồ vật Kore, Sore, Are. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ được học về các đại từ chỉ địa điểm Koko, Soko, Asoko. Vậy thì cách sử dụng của các đại từ chỉ địa điểm có giống với các đại từ chỉ đồ vật hay không? Chúng ta hãy cùng theo dõi tiếp nha. Để nói đến một địa điểm ở trong phạm vi của người nói, gần người nói, chúng ta sẽ dùng koko, chỗ này, koko, chỗ này. Và ngược lại, muốn nói đến một địa điểm ở trong phạm vi của người nghe, gần người nghe, chúng ta sẽ dùng soko, chỗ đó, soko, chỗ đó. Và muốn nói đến một địa điểm xa cả hai người thì chúng ta sẽ dùng asoko, chỗ kia, asoko, chỗ kia. Cách sử dụng của các đại từ chỉ địa điểm giống với các đại từ chỉ đồ vật đúng không nào? Và có một bạn đã thắc mắc hỏi cô là vậy khi hai bạn cùng đứng chung một chỗ thì chúng ta sẽ dùng gì? À, chúng ta sẽ dùng koko nha các bạn. Koko, chỗ này. Bây giờ các bạn đã biết được cách sử dụng của koko, soko, asoko rồi đúng không nào? Chúng ta cùng đi vào phần mẫu câu nha. Koko, soko, asoko wa địa điểm desu. Nghĩa là chỗ này, chỗ đó, chỗ kia là địa điểm. Để hiểu rõ hơn thì chúng ta cùng đi vào phần ví dụ nha. Ở đây chúng ta có anh trai này đang muốn giới thiệu cho khách về lớp học. Vậy thì anh sẽ sử dụng đại từ nào đây các bạn? Koko, soko hay asoko? À, bởi vì lớp học gần anh cho nên là anh sẽ dùng koko. Koko wa kyoshitsu desu. Koko wa kyoshitsu desu. Nghĩa là chỗ này là lớp học. Chugi, chúng ta cùng đến ví dụ tiếp theo nha. Ở đây địa điểm mà chúng ta đang muốn nói đến là văn phòng đúng không các bạn? Văn phòng trong tiếng Nhật là gì ta? À, là shimuso. Vậy thì chị gái đen này muốn giới thiệu cho khách chỗ đó là văn phòng thì chị sẽ nói là soko wa jimuso desu. Soko wa jimuso desu. Nghĩa là gì các bạn? Chúng ta cùng dịch lại nha. Chỗ đó là văn phòng. Ideska. Chugi. Ở ví dụ này thì sao các bạn? À, khi đang đi trên hành lang và nhìn thấy một cái phòng giống như phòng họp nên là vị khách này đã hỏi nhân viên của công ty là Asoko wa kaigishitsu desu ka? Hai, kaigishitsu desu. Asoko wa kaigishitsu desu ka? Hai, kaigishitsu desu. Chỗ kia là phòng họp phải không? Vâng, là phòng họp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài học ngày hôm nay cùng với mình. Các bạn nhớ ôn và luyện tập nhiều hơn về mẫu ngữ pháp ngày hôm nay nha. Hai, minasan, sayonara. Mata kondo yoroshiku negaishimasu.